không không gian nhỏ hẹp hơn tí à. Nhỏ hẹp hơn hả? Dạ. Tối tăm hơn xíu hả? Dạ, không không cần tối lắm à. Mờ mờ thôi hả? Dạ. Tắt đèn. Dạ dạ không ơi. Tắt không? Dạ không, nói chung con cho tắt đèn hết à. Em thích nó vắng vắng. Vắng vắng. Mời bạn nữ. À, em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Châu Thị Tháo, hiện tại em là nhân viên thiết kế. Em đến từ Bình Định, em hiện đang sinh sống tại quận 9 ạ. Rồi, năm nay em bao nhiêu tuổi? Hiện tại em tròn 25 tuổi. 25 tuổi. Dạ. Rồi, mời bạn nam. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường và mọi người có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Em tên là Trần Minh Hải, em đến từ Quảng Nam. Năm nay em 29 tuổi, hiện tại em sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Bạn làm nghề gì bạn? Dạ, hiện tại em làm công nhân sản xuất ở khu công nghệ cao quận 9. À. Bây giờ mình sẽ chia sẻ một chút xíu lý lịch về tình trường của mình. Mời bạn gái. Nói thật là chưa trải qua mối tình nào, chỉ có mối tình đơn phương là kéo dài 3 năm. Trời ơi, yêu ai mà yêu 3 năm dữ vậy em, rồi người ta có biết mình yêu người ta không? Không, em có không khi có nào nói. Em tỏ tình hay là em gửi cái gì cho người ta biết không? Em cũng có bật đèn đỏ vài lần nhưng mà bạn... Ta bật đèn xanh với ai bật đèn đỏ? Đèn đỏ khi người ta đứng lại đúng rồi. Trời ơi. Em bật đèn xanh mà bạn đó nói chung là cũng kiểu quan tâm em, cũng lo lắng cho em nhưng mà kiểu như là chỉ là bạn bè thôi chị. Còn chàng trai bên này thế nào? Dạ, em có trải qua một mối tình cách đây cũng cũng lâu rồi. Bao nhiêu lâu? Dạ, cũng gần 4 năm. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ, nói chung bạn gái là cũng cao một trên 1,5 m là được rồi. Còn tính tình thì nói chung là biết tôn trọng người lớn tuổi và nói chung là dễ hòa đồng vậy. Cái đó dễ mà. Dạ. Người phụ nữ nào cũng có điều đó hết. Đơn giản quá ha. Ừ, quá đơn giản. Rồi bạn gái mình muốn tìm người bạn trai như thế nào? Phải tính tình, phải điềm đạm, mà hiểu chuyện. Lúc nào cần nói gì đó thì hãy nói, đừng có kiểu như là... Nói chung là nhiều chuyện. Nhiều chuyện. Dạ. Lẻo, tám. Dạ. Em có không em trai? Dạ, hầu như không. À, không có không? Bây giờ thôi thấy không khí buồn quá em hát bài. Dạ, thôi chắc em hát tặng một người vợ tương lai, em không biết có được hay không. Nhưng mà bài hát mang tên Vợ Tôi. Vợ một Tôi đoạn. Dạ. Hát lớn cho bên kia nghe kìa, hát vọng qua kia kìa. Quay 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 qua bên kia. Tôi thương vợ tôi nghĩa tình trước sau vuông tròn. Tôi thương vợ tôi tính tình ngay thẳng hiền ngoan. Tôi thương vợ tôi không lúa là xa hoa gấm nhung. Tôi thương vợ tôi biết yêu chồng thương con hết lòng. Gian nan ngày đêm sớm chiều nắng mưa dày dầu. Không mơ giàu sang không đùa đòi xe lớn nhà cao. Khi xưa yêu nhau hai đứa nghèo chung manh lưới tre. Qua bao nhiêu năm dẫu có nghèo nhưng tình càng sâu. Ngọt rồi, vậy là ngọt ngào lắm rồi. Em cảm nhận giọng hát của ảnh như thế nào? Em nói chuyện với ảnh đi. Ảnh đang hát cho em nghe qua cái bức màn đó, em nói chuyện với ảnh đi. Nghe thấy giọng hát của anh thì cũng ngọt. Mà... mà sao? Nghe hơi buồn. Hơi buồn. Hey, em có cái gì vui hơn tặng ảnh không? Dạ không đâu chị, em mà hát là khán giả xách dép đi về hết đó chị. Vậy hả? Dạ. Ê, để qua anh coi bên kia thế nào. Bên đây hiền khô rồi em ơi. Ê, chào em gái. Dạ anh chào. Dễ thương quá. Em không thích tật xấu gì của người bạn đời mình? À, để em cỡ luôn. Ừ, kể luôn đi. Nhiều lắm. Thì em loạt luôn cho anh nghe coi. Trước tiên là không biết biết nhậu nhưng mà không phải là nhậu nhẹt theo kiểu mà bét nhẹ nằm bệt bệt ở ngoài đường em tự lái kéo xác về là em coi có chịu. Lên bờ xuống ruộng đó. Dạ. Hút thuốc em không thích hút thuốc. Không thích mấy anh mà có cái tật là lười biếng mà ở dưới. Rồi, còn gì nữa? Để em nhớ đã. Chỉ nhớ bảo quên à. Ừ, nhớ đi nha, hồi nhắc ảnh nha. Nhiều đó thôi cũng mệt rồi đó. Coi dơ không? Dạ, cũng đôi khi cũng có. Cũng đôi khi có. Em có đặt cái mẫu người lý tưởng mình như thế nào không? Thì cao trên 1m65, nhìn mặt hiền hiền với lại có nụ cười phúc hậu xíu chị. Cười phúc hậu là cười sao em? Em biết nữa, em nhìn vô em thấy nó hiền hiền là em thích à.
Để tôi coi cái anh này coi. Mập mập xíu nha chị, đừng ốm. Mập xíu hả? Mập thì em nuôi đi, người ta mập chứ có gì đâu. Nụ cười này phúc hậu nè, có bao lúng đồng tiền luôn, đẹp lắm nha. Cao mét mấy? Dạ, mét 7. Mét 7 rồi, đủ chuẩn rồi đó. Cặp này xứng đôi nè. Bây giờ lấy nhau về thì hai người định lập nghiệp ở đâu, lấy rồi ở đâu? Dạ, nói chung chắc hiện tại là em sinh sống ở trong này thì chắc là tạm thời là ở trong này đó chị. Còn nếu về lâu về dài thì không có điều kiện ở trong này thì cũng về quê sinh sống, nếu ở quê có điều kiện hơn. Nếu về quê thì làm gì ở quê? Dạ, nhà em thì chỉ làm nông thôi nè, trồng trọt và chăn nuôi. Đủ vợ em không làm nông, trồng trọt, chăn nuôi nổi thì sao? Dạ, em làm. Rồi vợ làm gì? Dạ, thì nấu cơm là được rồi. Làm vợ thôi hả? Dạ. Giờ em thích ở nhà làm vợ thì sao anh? Thì cho đi lượm. Thì nói dĩ nhiên. Đi lượm gì? Dạ thì... Ở quê đi lượm gì được? Dạ nhiều thứ, đi giữ bò. Hả? Trời ơi, trời thôi tôi về. Trời ơi. Thôi vậy đi làm chắc ăn em ơi. Đi về quê giữ bò không em? Thôi. Trời, tướng này chăn bò sang lắm em. Bây giờ mình cho hai bên gia đình gặp nhau thử coi. Em có người thân đi theo không? Nhà em ở xa quá là điều kiện cũng không cho phép nên cũng không có người thân, chỉ có bạn em. Có bạn em cũng được. Rồi bạn em thử xem nãy giờ thấy cô bên kia đó như thế nào. Có giữ bò được không? Đâu bạn em đâu. Em chào anh Quỳ Linh, em chào chị Cát Tường và các vị khán giả. Em là bạn ở ngoài quê hay là em bạn là bạn thân này? Của Hải chơi từ nhỏ đến lớn cùng quê chị. Hồi xưa có chăn bò chung hả? Dạ có luôn. Chăn bò vui không em? Nhìn cái tướng chị này chăn bò được không? Chắc là không được, nhìn tiểu thư quá. Xin lỗi anh nhầm lớn rồi đó. Em gốc nhà nông lên đó anh. Việc nhà, việc nông, việc gì em cũng làm được hết á. Người em nhỏ nhỏ nhưng mà cao gõ đó anh. Rồi, bạn nhận xét tiếp đi. Em thấy bạn của em là hợp với bạn Hải của em. Em ủng hộ. Bạn em có tật xấu nào nãy giờ chưa có kể ra không? Bạn em hồi nãy giờ có giống một cái là có hút thuốc nhưng mà hút ít. Uống cà phê thì hút một hai điếu. Một ngày hoặc khoảng 3-4 điếu vậy. Trời ơi, vậy là cũng dữ à. Được không? Ngày 3-4 điếu được không em? Sao khóc? Sao khóc? Đừng khóc em ơi. Sao vậy? Em thấy hơi... Một ngày em uống 3-4 cái thôi. Từ bỏ à. Được không em? Chấp nhận hả chị? Chấp nhận luôn hả? Em về em luyện sao rồi bỏ hết. Được rồi, cảm ơn em trai nhiều. 4 điếu cũng hơi nhiều rồi đó. Thôi bây giờ anh bỏ bớt đi, hút thuốc không có tốt đâu. Dạ em biết điều đó anh. Bạn gái bên kia yêu cầu cũng chính đáng đấy. Bạn gái em có đi với ai không? Dạ em có đi với em ruột và chú. Chào chú. Xin chào chị Cát Tường và anh Hiền Linh. Em là chú của Thảo. Thảo là con cháu trong gia đình thì nó rất là hiền, giỏi, thương ông bà nội với ba mẹ. Em thấy anh này được. Chú thấy được là được sao chú? Thấy hợp với Thảo. Còn hai đứa có hợp hay không thì tự hai đứa chứ em cũng không biết được. Trời chú thích dạ, nói chào chú Út đi. Chào chú. Nói chuyện gì chú gì đi. Dạ chú trẻ quá. Tại vì ở công ty em mấy người cỡ như chú đây là kêu em bằng chú không. Dạ. Em gái kìa, em gái thấy anh rể tương lai sao em gái? Theo nhận xét của em á, thấy anh cũng được. Em cũng mong là hai người cho nhau cơ hội để mà tiến tới cái cuộc hẹn lâu dài hơn. Rồi em xin hết ạ. Rồi cảm ơn em. Rồi kéo màn lên đi cho rồi. Hai người gặp nhau. Chuyện giờ của hai bạn đó. Chúng ta có mấy phút ít ỏi thôi nha, tìm hiểu cho kỹ nha. Chào. Dạ chào anh ạ. Ở nhà không biết nói gì cả. Dạ 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 cảm ơn con. Dạ hồi nãy giờ nghe nói với lại giờ nhìn thì thấy cũng giống như suy nghĩ là chắc hình tượng cũng tựa như em nghĩ à. Thấy nụ cười đó phúc hậu không em? Chưa nhận xét được chị. Không gian này có lẽ em không đủ tự tin để thể hiện cho lắm. Nếu có cơ hội thì nó trải nghiệm từ từ thì có thể đạt hơn. Chứ không gian nào là em thể hiện hết mình? Dạ không gian nhỏ hẹp hơn tí nha. Nhỏ hẹp hơn hả? Dạ. Tối tăm hơn xíu hả? Dạ không cần tối lắm à. Mờ mờ thôi hả? Dạ. Tắt đèn? Dạ không ạ. Tắt không? Dạ không, nói chung con cho tắt đèn hết à. Em thích nó vắng vắng. Vắng vắng. Bây giờ thế này, hai bạn này hình như hơi rung quá. Dạ. Hai bạn đứng lên đi.
Dạ nào, đứng lên có lẽ rung hơn. Đứng lên. Nào, thế này nha, đứng sát bên. Bây giờ chúng tôi tạo điều kiện hẹp hơn, dạ, gần hơn, để hai người cảm nhận nhau. Không nhìn đâu cả, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Mình nói cảm nhận về những gì mà mình suy nghĩ bây giờ, trái tim mình rung động thế nào. Rồi coi như đèn tắt không ai hết trơn, bắt đầu. Dạ, dạ, cầm nhẹ được không ạ? Cũng được. Cái này là đọt à. Em có cũng thấy như thế nào không? Dạ cũng vậy thôi ạ. À, cũng thế. Nhìn thẳng vô nhau sao nhìn liếc đâu không vậy? Nhìn vô bạn gái kìa bạn. Em không biết nói gì nhiều anh ạ. Nói em ơi, nhà anh còn hai con bò, anh chia em con, anh con. Em thì qua khi kéo bánh vàng lên thì em thấy anh cũng như tưởng tượng của em là 80%. Thì cũng thấy anh cũng hiền. Dạ. Rồi bạn trai nói đi. Nếu như vậy thì em có chịu đồng ý việc với anh một lần không? Thì Quảng Ngãi thì em chưa ra lần nào. Quảng Nam. Nếu được thì em cũng muốn ra ngoài đó thử một lần cho biết. Dạ. 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 Rồi em hết lẽ. Hết thời gian về ghế. Trời. Hết thời gian em điểm. Ê, hai người đều nhát hết, không biết thế nào đây. Gặp đặt nhau tay hai vào người nút bấm chắc ngồi im lặng luôn quá. Mình nói chuyện để hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng chốt lại, trong suy nghĩ các bạn đang nghĩ điều gì, chỉ có trái tim mới biết thôi. Các bạn hãy thể hiện những cái gì bạn suy nghĩ, để tay vào nút bấm quyết định. Chúng ta có 3 tiếng đếm để suy nghĩ và quyết định. Nếu cảm thấy thuộc về nhau, hãy bấm nút. Mà cảm giác không thuộc về nhau, chúng ta có quyền không bấm nút. 1 2 3 Hết thời gian. Em bấm rồi mà chị. Em bấm rồi mà chị. Bây giờ là nắm tay. Bây giờ mới là quan trọng, lúc nãy chưa biết có chọn nhau hay không. Nào, hãy đi xem phim với hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Viên uống trắng da Sakura Placenta, tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Em một ngày em làm việc gì mệt á, em hay tối hay ngủ, em hay nói lại trong buổi đêm đó. Nói gì thì bữa đó sáng cô nào tối mới cô đó gì đó. Trời ơi, cái đó nguy hiểm lắm nha. Dù sao thì cũng thở phào nhẹ nhõm bởi vì họ đã gặp nhau ở một điểm nào đó. Hy vọng họ sẽ cùng nhau đi trên con đường suốt cuộc đời còn lại, quý vị nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời Hạ Màng. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn ngồi. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, em chào mọi người, chào hai MC Cát Tường và Quyền Linh. Em tên là Lê Lưu Thùy Trang. Hiện tại thì em đang làm nhân viên sale phòng khách sạn cho một công ty du lịch Nhật chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Em năm nay là 24 tuổi. Hiện em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình thành phố Hồ Chí Minh luôn ha em? Dạ, gốc của em là Bến Tre nhưng mà em sinh ra và từ nhỏ lớn thì là ở thành phố Hồ Chí Minh. Mời bạn trai giới thiệu. Mình tên là Huỳnh Trung Dũng, sinh 1986. Quê ở Long An, hiện tại sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Làm nghề gì vậy? Mình là nhân viên kinh doanh. Hợp mai nhau đấy. Một bên sale, một bên kinh doanh là ha. Lĩnh vực của em là lĩnh vực gì? Em hiện tại bây giờ là xây dựng với lại gỗ. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, nhiều mối tình lắm. Nhiều lắm bao nhiêu? Chắc hơn 10. Hơn 10? Wow. Dạ. Những mối tình nào sâu đậm nhất? Dài là chắc khoảng được 3-4 năm. Tại em đi làm nhiều quá rồi không thời gian quen. 10 mối tình rồi mà chưa có thời gian quen. Ủa rồi bây đi giờ? Làm nhiều mà đi làm nhiều lắm, em đi suốt luôn. Rồi giờ bây có giờ thời gian là... quen chưa em? Dạ bây giờ là chắc chắn rồi. Bạn nữ thì sao? Tình sử của bạn như thế nào? Dạ thì trước đó em khi mà em đi học thì em có quen một người. Nhưng mà chắc tại cũng còn trẻ nên cũng không đi tới đâu. Những điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì? Do là chuyên ngành của em là về nhà hàng khách sạn nên em có thể làm bánh hoặc là pha chế nước. Còn điểm yếu của em chắc là em không có được khéo tay cho lắm. Bạn trai có điểm mạnh, điểm yếu gì bạn? Cái điểm mạnh của em chắc em giao tiếp tốt, rất tự tin về giao tiếp. Sống sao lên đây run quá. Quên chữ hết. Còn điểm yếu? Thì em nói nhiều. Bạn thích mẫu người bạn trai như thế nào?
chiều cao thì do là em cũng hơi thấp đó, nên em muốn là bạn ấy cao hơn em thì khoảng cỡ 1m65 trở lên là ổn. Tóc tai thì em muốn là gọn gàng nhưng mà nhiều tóc một chút xíu. Bên bển nhiều tóc không vậy? Mới cắt tóc hả chị? Cái gì cắt tóc là tóc ngắn, tóc dài. Còn cái này người ta hỏi nhiều hay ít, hiểu không? Được. Có tóc. Rồi tiếp đi em. Em không thích những bạn nam mà mặc quần lửng ngắn quá, màu mè quá, là mặc đồ nhìn cho nó men men một chút. Em muốn là bạn đó phải điềm đạm, biết chăm lo cho gia đình. Rồi để chị qua chị coi. Yêu cầu vậy bên đây có đáp ứng được không? Dạ chắc chịu sức. Dạ sao? Chào chị. Có tóc. Trời chuẩn mà. Được, mình có cái tật xấu gì không? Em một ngày em làm việc gì mệt á, em hay tối em hay ngủ, em hay nói lại trong buổi đêm đó. Ủa vậy hả? Rồi sao? Bạn em hay nhắc lại không ạ? Em ngủ với mấy bạn em là nhắc lại mà. Thường hồi đó giờ mới, thí dụ như mới gần đây nhất là nói cái gì? Không, mấy nay em cũng mình em. Mới gì thì bữa đó sáng cái cua con nào, tối mới cô đó, cái gì đâu. Trời ơi, cái đó nguy hiểm lắm nha, để đi công tác, về là ngủ với vợ, mới kêu tên cô khác là chết luôn á. Mình có điều gì mình không thích ở người phụ nữ không? Mà đó làm nhà hàng á, nên em tiếp nhận rất những đối tượng cũng là tùy theo tầng lớp á. Nên mình cũng biết hòa đồng nha. Mà cán chọn thì không đưa ra tiêu chuẩn gì hết? Không đưa ra được chị ơi, khó lắm. Tiêu chuẩn em khi em nói ra hôm nay em làm việc tốt mà bữa sau các em đã không nổi rồi biến rồi. Như nay dọn nhà đi, em dọn sạch lắm, em dọn là dọn cho sạch, còn không dọn thôi em để đâu. Tính ra là dễ mà không dễ. Dạ đúng, anh giống khó, giống thế. Khó, anh không có khó nhưng mà anh rồi, không có dễ. Xem bên đàn gái thế nào nha, anh trai. Chào em. Anh kia là kinh doanh rất là giỏi, em có một cái ước mơ làm một cái dự án nào trong tương lai không? Dự án trong tương lai thì em cũng muốn là tự bản thân mình kinh doanh. Hiện tại thì em với bạn em có hợp tác kiểu kinh doanh mô hình nhỏ thôi về lĩnh vực ăn uống. Đó cũng là một ý tưởng ha. Hy vọng rằng với cái ý tưởng của anh Giám đó, anh kinh doanh bên đây, anh sẽ phát huy cái ý tưởng của em lên nữa. Anh thấy hai người cũng hợp đấy chứ. Bên đây cũng đẹp trai rồi nha, bên đây cũng đẹp gái. Hôm nay em có đi với ai không nè? Dạ hôm nay em đi với lại ba mẹ và em ruột ạ. Xin chào MC Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Chào cháu. Chào bác. Vâng, chào cháu. Cũng xin cảm ơn là chương trình đã cặp đôi cho con tôi. Và tôi thấy là cháu đây thì được. Về hình dáng, hình thể bên ngoài là được, tương xứng với con gái thôi. Nếu cao hơn chút xíu nữa thì đẹp. Nãy cháu nói chuyện đấy thì chú thấy rất là vui. Là cháu là một con người năng động. Như thế là rất tốt. Chú nói thật là nhà cửa thì cũng rộng rãi, có điều kiện, cũng rất muốn là nếu cháu có sau này hai đứa nên gia đình thì có thể ở chung với cô chú cũng được, không sao. Và có thể cô chú sẽ đi một chỗ vị trí khác của chú ở, còn giao cái đó lại cho hai đứa, đó là như thế, chứ cũng không phải là ở rể đâu. Mà nếu có chung gia đình với cô chú thì càng quý. Đấy, mà quan trọng nhất là hai bên phải có một lòng tin vào nhau và sự tôn trọng tuyệt đối trong cuộc sống. Mất lòng tin và mất sự tôn trọng nhau thì không nên duy trì cái tình cảm đó nữa làm gì. Và người đàn ông phải có nghĩa vụ bảo bọc đối với gia đình. Xin cảm ơn. Dạ. Cô có ý kiến gì không? Cô thấy nếu hai con mà yêu nhau được thì tốt. Cô cũng dễ lắm. Dạ. Con cảm ơn hai cô hai chú chia sẻ thẳng thắn con những điều đó, con rất là quý. Nếu mà có thể là quen được bạn Trang thì con sẽ cố gắng. Cảm ơn. Mời gia đình bên bạn trai. Dạ, anh hai đi với chú với lại em gái. Chào Hiền Linh và Cát Tường. Tôi danh nghĩa là chú nhưng mà làm chú cùng làm công ty. Cặp đôi này á thì mình thấy là cái độ sáng ngang nhau. Cháu được 25 tuổi rồi mà chưa có một tình yêu, hôm nay mới gặp Dũng thì thật sự ra cái điều này mình nghĩ là hôm nay là mình rất là vui cho Dũng. Thì Dũng, cái khó của Dũng là chưa tìm được một người nào như vậy. Ý là Dũng muốn tìm một người mà chưa có hề yêu ai à? Nhưng mà Dũng không nói ra. Có nghĩa là như vậy, cái khó của Dũng là cái khó đó. Bầu trời Sài Gòn đang nắng và chợt mưa. Mình nghĩ là có lẽ là cái niềm hạnh phúc sẽ đi đến cho cặp đôi này. Xin chào tất cả. Dạ, cảm ơn chú ạ. Coi như là duyên tiền định đó ha. Chúc mừng bạn nha. Rồi, bây giờ cho cặp đôi này gặp nhau đi. Bạn sẽ gặp gỡ nhau để xem có hợp với nhau không. Nào, chúng ta kéo màn lên. Không gian này của bạn đấy, mời bạn. Dạ, em chào anh. Anh có món quà, không gì vậy, trong này sách không à? Dạ, em cảm ơn. Anh có cảm nhận như thế nào về em mà? Anh nhìn em là có một cái nói chung là cái nét gì giống giống anh một xíu. Anh cảm giác là anh thích điều đó.
Dạ. Ừ. Anh có muốn là ở chung với gia đình em? Anh thì nơi nào cũng là nhà của anh. Anh thì không có hút thuốc, không cờ bạc. Cái đó là anh không có, anh ghét cái đó. Tại rượu bia thì anh không thích luôn. Tại vì công việc của anh là anh phải nhậu. Cho em hỏi là trong cuộc sống á, khi mà giải quyết những cái vấn đề khó khăn á, thì anh có dứt khoát hay không mà? Anh tánh anh là gọn. Dạ. Tại quyết định đầu tiên mình lúc nào đúng hết rồi. Mình càng suy nghĩ là càng sai. Em có một cái vấn đề gì đó mà lỡ mà làm cho anh hiểu lầm hay cái gì đó thì anh sẽ phản ứng như thế nào? Mình phải biết cái nào đúng nào sai thì mình mới đưa ra kết luận. Nếu mà tin nhau thì anh đi nhiều mà anh sợ không nên tin anh thôi, chứ anh phụ nữ là anh sẽ tin nhiều lắm rồi. Bạn nữ có một hướng kinh doanh là nãy nói đó. Dạ. Trong tương lai thì bạn có thể hỗ trợ chia sẻ với ông bạn trai giống như mở cửa. Luôn luôn sẵn sàng. Dạ. Tại vì kinh doanh mà phải luôn sẵn sàng điều đó rồi. Nên anh đến đây rồi thì anh cũng mong rằng anh sẽ thấy. Để thấy gì anh? Ủa sao đứng hình luôn rồi? Hãy nhìn thẳng vào mắt bạn họ nữ. Đang nhìn nhau đắt đắm đuối. Đúng rồi, cứ nhìn nhau, nhìn rồi nhìn thẳng vào mắt nhau và hãy nói điều gì đấy bằng suy nghĩ của mình. Anh có chút khó, hơi khó tính nha trong người. Anh dễ nhưng mà có những lúc anh khó. Em hãy quyết định do em thôi, anh đã chọn em từ lúc đầu rồi. Khi mà nãy ngồi bên này nghe thì em cũng có cảm nhận là anh giống đến 70% đến 80% người em muốn. Trái tim của bạn mách bảo như thế nào? Em thì chưa có rung động. Nhưng mà em thích chứ không biết là thế nào. Thì từ đó chưa biết yêu thật sự là thế nào. Đó thì chưa biết yêu thật sự là thế nào. Dạ. Thì cái đó là phải cần cái thời gian. Tại vì em sống tình cảm lắm, chứ không phải sống về cái nhìn đầu tiên. Người nào càng tình cảm thì anh cái đó em mới yêu. Còn mà sống không tình cảm thì yêu. Vậy đó. Cái đó em cũng đồng quan điểm với anh. Bạn nữ hát một bài hát gì đó tặng bạn nam đi. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Bạn nam hiểu bạn nữ hát gì không? Hả? Dạ. Hiểu bác hát gì không? Nghe tình cảm mà em hiểu. Hả? Em nghe, em nhìn cái miệng em hát thôi chứ em nghe tới cái lời. You are my sunshine. À. Hãy để tay vào nút bấm. Cảm nhận tất cả những gì đang diễn ra từ nãy giờ. Hãy sống thật trong một nút bấm. Nào. 3 2 1 Hết thời gian. Hãy nắm tay nhau để kỷ niệm ngày gặp gỡ. Bạn trai nãy có nói rằng bạn trải qua nhiều mối tình, nhưng mà thật sự là những cái mối tình gọi là giới thiệu qua lại gặp mặt nhau để đi làm cũng không có gì ha. Chúc mừng cho các bạn.